Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin mời quý bạn và các vị cùng tìm hiểu về ý nghĩa của sập gỗ thủ tre, sập chân quỷ, giả cá là gì. Thì sập gỗ là tên gọi thông dụng của một bộ sập chân quỷ. Từ xưa đến nay thì sập gỗ thường làm bằng gỗ gộ nên là gọi là sập gỗ. Đó cũng đã trở thành tên gọi chính thức cho sập gỗ nói chung hay sập gỗ gỗ nói riêng. Cấu tạo của một bộ sập gỗ. Bộ sập thì có cấu tạo gồm hai phần là mặt sập và quây sập. Mặt sập có nhiều loại từ 1 lá, 2 lá, 3 lá hoặc cũng có thể là 5 lá. Quây sập có hai loại là tam diện, tứ diện. Sập gỗ đục thì thường làm là tam diện, sập gỗ trơn thì thường làm tứ diện. Quây sập thì gồm dạ sập và phần chân sập. Kích thước phổ biến của sập gỗ. Sập gỗ đóng phổ biến với kích thước mặt là 1m6 2m là sập trung, loại 1m8 x 2m 2 là sập đại. Các cụ ta ngày xưa thì thường đóng thêm chiếc văn kể là chiếc bàn nhỏ, chân thấp, dùng cho việc uống trà, nước, đàm đạo hay đánh cờ. Sập chân quỳ có phải là sập gỗ không? Sập chân quỳ còn gọi là sập chân quỳ giả cá là một tên gọi khác của sập gỗ. Xuất phát từ văn hóa tâm linh của người Việt Nam từ thời xa xưa, chân quỳ thì tượng trưng cho sức mạnh, sự vững chắc, tin cậy, được cách điệu tứ linh, tứ quý là long ly, quy phượng. Tứ quý tượng trưng cho hình tượng người quân tử, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Tứ linh thì tượng trưng cho sức mạnh, sự may mắn, thịnh vượng và xua tan tai ương. Ý nghĩa của giả cá trong sập gỗ. Không dừng lại ở phần giả sập gỗ là hình tượng cá chép, nên dân gian mới hình thành nên câu nói nổi tiếng là sập chân quỳ giả cá. Trong phong thủy thì cá xép được xem như là biểu tượng của sự may mắn về tài lộc và học hành thi cử. Đặc biệt, thời xưa là thi đỗ tú tài làm quan là một việc mang ý nghĩa rất to lớn. Sự kết hợp hoàn hảo trong chiếc sập gỗ. Phía dưới chân sập còn được kê thêm một quả cà. Quả cà có hình vuông, tiện tròn, tượng trưng cho đất, mây để chân quỳ đứng lên tạo thành thế vững chắc, trường tồn qua thời gian. Chân quỳ giả cá là sự liên tưởng cho hình tượng cá chép. Hóa rồng, biểu tượng cho sự can đảm, may mắn, thành công, chiến thắng và giành vinh quang về cho gia đình, dòng họ.